Liên quan đến tệ nạn cờ bạc, mới đây Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề liên tỉnh với tổng số tiền giao dịch lên đến 180 tỷ đồng. Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 12 tháng 1, cơ quan chức năng tiến hành bắt quả tang đối tượng chủ mưu là Vũ Thị Phượng, sinh năm 1976, ngụ ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, về hành vi tổ chức đánh bạc. Sau đó, qua công tác đấu tranh khai thác thông tin và dữ liệu, công an đã triệu tập được 13 đối tượng có liên quan. Được biết, những người này chủ yếu cư trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, thị trấn Cốc Bài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang và quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Bước đầu, cơ quan công an xác định đường dây này mỗi ngày thực hiện giao dịch với số tiền lên tới hơn 500 triệu đồng và đã được hoạt động từ đầu tháng 1 năm 2023. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.